Treasure Paradise tận hưởng những giá trị tinh tế. Từ Royal Paradise, người dân chỉ mất 10 phút để kết nối với các tuyến đường huyết mạch như Lê Hồng Phong, 30 tháng 4, Lê Lợi, cũng là nơi có mật độ tiện ích sinh hoạt, giải trí, văn phòng làm việc cao nhất Vũng Tàu, khẳng định tiềm năng sinh lời cao của dự án. Ôm trọn hồ điều hòa hơn 40 hecta và một mặt giáp biển, Royal Paradise thuộc cụm đô thị Chí Linh đang trở thành điểm đến hữu tình cho những ngày nghỉ dưỡng, tìm kiếm sự bình yên và thư giãn của giới thượng lưu. Nơi gió biển và hơi thở thơm mát của cây cỏ như bao quanh bạn, nơi bạn được tận hưởng sự trong lành của làn nước xanh mát, nơi bạn được an yên bên người thân, bạn bè, tận hưởng những thú vui trong cuộc sống. Và càng tuyệt vời hơn khi không gian Royal Paradise được bao bọc bởi hệ thống tiện ích nội khu với các dãy nhà hàng sang trọng, trung tâm thương mại hiện đại. Sân golf nội khu rộng lớn luôn sẵn sàng mang đến những trải nghiệm hoàn hảo cho cư dân. Chỉ di chuyển thêm vài bước chân, cư dân Royal Paradise sẽ được hòa mình vào sự nhộn nhịp của ba bãi tắm lớn như bãi Thùy Vân, bãi Thủy Tiên, bãi Long Cung và ba cụm giải trí dành riêng cho giới thượng lưu với các hoạt động thể thao như đánh golf tại sân Vũng Tàu Paradise, đánh tennis tại sân Chí Linh. Không chỉ sở hữu không gian hướng ngoại tiện nghi về chất lượng cuộc sống và thiên nhiên hữu tình, các căn hộ Royal Paradise còn được thiết kế theo phong cách tối giản, tạo nên không gian sống rộng rãi, gần gũi với thiên nhiên. Kết hợp với nội thất thông minh, mở ra không gian sinh hoạt thoáng rộng cho các chủ nhân với 2 phòng ngủ trên diện tích 56m² và 3 phòng ngủ trên diện tích 70m². 100% nội thất nhà vệ sinh được bàn giao theo tiêu chuẩn cao cấp. Không ngừng lại đó, Royal Paradise còn là kênh đầu tư sinh lợi nhuận bền vững khi tọa lạc tại mặt tiền đường 3 tháng 2, tuyến đường có mật độ kinh doanh dịch vụ cho thuê khách sạn và nhà nghỉ cao nhất Vũng Tàu. Nhờ vị trí gần gũi nhiều bãi tắm lớn, các cụm giải trí thượng lưu, sân golf Vũng Tàu, bãi Thùy Vân, khu giải trí Wonderland, khu du lịch Sài Gòn Atlantic. Từ Royal Paradise, người dân chỉ mất 10 phút để kết nối với các tuyến đường huyết mạch như Lê Hồng Phong, 30 tháng 4, Lê Lợi, cũng là nơi có mật độ tiện ích sinh hoạt, giải trí, văn phòng làm việc cao nhất Vũng Tàu, khẳng định tiềm năng sinh lời cao của dự án. Và lợi nhuận này sẽ càng gia tăng khi số lượng du khách đến Vũng Tàu liên tục tăng cao, các khu du lịch đẳng cấp quốc tế được đầu tư xây dựng tại đây. Năm 2017, Vũng Tàu đón 2,79 triệu lượt khách tham quan, đạt 105,3% kế hoạch năm, tăng 11,3% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế lưu trú là 363.000 lượt, đạt 106,8% kế hoạch năm, tăng 14,7% so với cùng kỳ. Doanh thu từ dịch vụ lưu trú đạt 1.781 tỷ đồng, đạt 3,8% kế hoạch năm, tăng 11,6% so với cùng kỳ. Và bạn hoàn toàn được tận hưởng tất cả các giá trị cuộc sống tuyệt vời hay kinh doanh thu lợi nhuận ngay lập tức khi chọn Royal Paradise, vì dự án đã hoàn thành xây dựng. Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng DIC sẵn sàng bàn giao căn hộ cho cư dân với hạng mục bàn giao căn hộ hoàn thiện. Hệ thống camera an ninh, tiện ích sinh hoạt đã đi vào hoạt động. Chọn lựa Royal Paradise, quý khách hàng đang chọn lựa những ngày nghỉ dưỡng thư thái với trải nghiệm cùng gió biển và cây xanh và chuỗi lợi nhuận đầu tư sinh lợi nhuận ổn định từ hoạt động cho căn hộ được quản lý và điều hành bởi công ty nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản Trường Phát. Royal Paradise tận hưởng những giá trị tinh tế. Trường Phát, tổ ấm bình yên.